Chiều ngày 23 tháng 6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Dương Nhật Phong, chuyên viên Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế. Nhiều Khánh, Phước Hưng và Đoàn Văn Hoài đều là chuyên viên Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế về tội vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, phường Hương Sơ, thành phố Huế. Theo điều tra ban đầu, các bị can đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ được phân công để kiểm kê, xác nhận số lượng mồ mả di dời sai thực tế khi tham gia công tác giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Bắc Hương Sơ. Trong đó, kê khống 353 mộ giả, làm sai lệch hồ sơ, dẫn đến bồi thường không đúng đối tượng, gây thiệt hại của nhà nước hơn 700 triệu đồng. Cũng theo kết quả điều tra, trong năm 2019 và năm 2020, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế, chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Bắc Hương Sơ, ký hợp đồng kinh tế theo từng khu vực với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế về việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất tái định cư để bàn giao lại cho chủ đầu tư. Trong đó có nhiều mồ mả của người dân thuộc diện phải di dời được nhà nước bồi thường hỗ trợ. Phạm vi giải phóng mặt bằng nằm trong địa giới hành chính của khu vực 2 và khu vực 4 phường Hương Sơ. Tiếp đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Huế hợp đồng với doanh nghiệp Hiền Đức Ngọ, phường An Tây, thành phố Huế, do đối tượng Nguyễn Quyền làm chủ doanh nghiệp, thực hiện việc phát quang, giăng dây, khoanh vùng và cắm thẻ lên các ngôi mộ phải di dời ở khu vực Bắc, phường Hương Sơ. Nguyễn Quyền đã cấu kết với các bị can nói trên, thỏa thuận với người dân có mộ mã nằm trong dự án để làm hợp đồng cất bốc mộ mã. Liên hệ với tổ công tác liên ngành xác nhận có mộ di dời, liên hệ với chính quyền địa phương xác nhận có mộ đưa đến chôn để người dân có thủ tục quyết toán, nhận tiền bồi thường. Quyền, Hiền, Hùng và Quý đã bị cơ quan chức năng khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra xử lý nghiêm theo quy định pháp luật từ cuối tháng 5 năm 2021.